Vâng, lần trước khi kết thúc, anh đã nhắc đến trải nghiệm khi đối diện với người thằn lằn là trải nghiệm chưa từng có từ trước đến nay. Vậy sau trải nghiệm mạo hiểm này, chuyện gì đã xảy ra? Đúng vậy, người chim xanh chủ yếu nói chuyện với tôi là The. Anh ấy đã tìm đến tôi trong giấc mơ. Và về cơ bản, anh ấy muốn tôi chuẩn bị sẵn sàng. Trong vòng vài ngày tới, tôi sẽ được đưa đến một cuộc họp liên minh siêu cấp. Đến lúc đó, The cũng sẽ tham gia. Và về cơ bản là tôi cần thông dịch hoặc truyền đạt một số thông điệp đến những người tham dự hội nghị cho anh ta. Và không lâu sau đó, tôi sẽ phải đến hội đồng ở Sao Thổ để chào đón hai người bảo vệ mới. Vâng, đó là vào ngày 16 tháng 12 năm 2017, khi tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, trong phòng tôi xuất hiện một quả cầu màu xanh lam. Sau khi mặc quần áo xong thì quả cầu liền đưa tôi đi. Cuối cùng, tôi đã đến tiền sảnh của nơi diễn ra hội nghị liên minh siêu cấp. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy Hozalet và một vài người Maya đang đứng ở gần đó. Chúng tôi bước lên cầu thang, đi qua cửa chính, rồi cửa giữa. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng họp, trong đó đã chật kín các loài sinh vật. Hơn nữa có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh khác biệt so với con người. Thế nhưng ở đó cũng có rất nhiều sinh vật nhìn rất giống người. Không khí rất náo nhiệt. Mọi người đều ngồi ở vị trí vành móng ngựa như nhau sao? Hay có chiếc ghế ngồi nào đặc biệt hơn không? Không, tất cả ghế đều như nhau. Ok. Và ba chiếc ghế kia đều trống. Gonzalez dừng lại ngay trước chiếc ghế. Còn tôi thì đưa mắt nhìn chiếc ghế và nói: "Vậy hôm nay là anh ngồi trên chiếc ghế này hay là tới lượt tôi?" Khi bạn ngồi ở vị trí đó, có nghĩa là bạn sẽ tiến hành trao đổi với những người tham gia cuộc họp khác. Ok. Khi tôi hỏi như vậy, anh ấy mỉm cười và nói: "Không, chỗ của bạn là phía trên kia." Và rồi anh ấy chỉ tay về phía bục sân khấu hình tròn ở giữa trung tâm. Tôi gần như ngay lập tức cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại không nói ra lời. Bởi vì tất cả các ghế khác đều quay mặt hướng về vị trí trung tâm sân khấu đó. Anh ấy nói đùa với tôi: "Đừng lo lắng, một cuộc họp giữa những người bảo vệ và nhóm liên minh siêu cấp làm sao lại có thể là điều tồi tệ, phải không?" Anh là đang nói rằng họ có thể đã có 500.000 năm để thực hiện các thí nghiệm di truyền rồi. Nhưng lại chưa từng nghe thấy thông tin gì về những người bảo vệ này trước đây sao? Đúng vậy, Gonzalez từng gửi một thông điệp từ những người bảo vệ đến họ. Nhưng những người bảo vệ thì chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ cả. Wow, cho nên đây sẽ là đầu tiên trong suốt lịch sử 500.000 năm bọn họ mới có được cơ hội trao đổi trực tiếp như thế này. Theo như tôi biết thì là như vậy. Và rồi tôi đi lên đó, bước lên bục sân khấu. Và tôi nhìn hướng ra ngoài. Lúc đó mọi ánh mắt đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi vô cùng căng thẳng và tôi tự nói với mình rằng hãy cố gắng khắc phục tình trạng này. Tôi nhắm mắt lại, tay nắm đấm và tôi nói: "Ok, tôi đã sẵn sàng." Trong cuộc hội nghị này liên quan đến phần đại diện trái đất, anh có nhìn thấy khuôn mặt nào quen thuộc không? Vâng, khi tôi nhìn quanh, tôi nhìn thấy ở khu vực chỗ ngồi đại diện trái đất mà lần trước tôi ngồi. Và tôi nhận ra một trong số 200 thành viên của hội đồng trái đất mà tôi từng làm việc cùng đang ngồi đó với vẻ mặt cau có. Người này liệu có phải người nổi tiếng mà phần lớn người trên trái đất đều biết không? Đúng vậy. Sau khi anh bước ra ngoài đó, và rồi chuyện gì đã xảy ra? Cũng giống như khi tôi ở trung tâm chỉ huy nhiệm vụ mặt trăng, đột nhiên, The và người tam giác vàng xuất hiện phía sau tôi. Rất nhiều chuyện tương tự trước kia đã xảy ra. Hội trường trở nên vô cùng yên lặng. Và tôi quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn The. Anh ấy bắt đầu cử động tay và nói với tôi rằng: "Hãy nhắc lại những gì tôi nói. Hãy nhắc lại chính xác những gì tôi nói." Ngay lập tức, tôi đã mở miệng bắt đầu nói. Tôi đã nhận được thông tin trong não của mình và rồi dường như không cần phải suy nghĩ gì cả, nó đi xuống miệng tôi và trở thành lời nói. "Anh có nhận biết được bất kỳ nội dung nào không?" "Tôi nhận biết được nhiều phần của nội dung, một số phần vượt quá khả năng hiểu biết của tôi không thể hiểu được chúng. Nhưng sau đó, có một số nội dung mà tôi đã bị trạm không gian này xóa đi trí nhớ. Thea đã yêu cầu tôi gọi tên một số sinh vật này, nhưng về sau đó, tôi không thể nhớ được những cái tên này." "Thật thú vị. Vậy thì điểm chính từ những thông điệp mà anh được cho phép nhớ hoặc được ủy quyền cho nhớ là gì?" "Nội dung cốt lõi của thông điệp là The thông báo cho Liên minh siêu cấp rằng họ sẽ sớm giải tán, rằng 22 chương trình dự án di chuyển này sắp kết thúc, rằng nhân loại còn rất nhiều điều phải vượt qua. Nhưng bây giờ là thời khắc của chúng ta. Nhân loại giờ là chủng tộc nổi bật, sẽ bắt đầu tự quản lý công việc di chuyển và tâm linh của chính mình. Rằng sẽ không còn là những sinh mệnh đó quản lý chúng ta và chúng ta phải báo cáo với họ nữa." "Điều đầu tiên mà họ nói là gì? Anh còn nhớ lời chào đầu tiên là gì không?" "Họ vẫn luôn chào đón bạn như thế này, trong tình yêu và ánh sáng của đấng tạo hóa vô hạn. Thế nhưng lần này họ đã nói một câu mới. Họ nói: phục vụ tất cả mọi người, phục vụ đấng tạo hóa. Đây là câu cuối cùng họ nói trước khi rời đi. Anh có thể cho chúng tôi biết một chút cảm giác của anh đối với kiểu tương tác thần giao cách cảm bên trong này là như thế nào không?" "Khi họ giao tiếp với tôi không chỉ nhận được hình ảnh và từ ngữ, mà tôi còn nghe thấy âm thanh và ngửi thấy một số mùi vị. Và cảm giác choáng ngợp mạnh mẽ đến mức đôi khi nước mắt của bạn tuôn trào cứ giống như một đứa trẻ vậy. Đó thực sự là một trạng thái cảm xúc choáng ngợp.
Đó là một loại cảm giác tràn đầy tình yêu thương, nhưng nó cũng rất nghiêm túc. Họ không đến để có một cuộc trò chuyện hai chiều, họ đến để truyền đạt một số thông tin và rồi rời đi, và đó chính xác là những điều họ đã làm. Theo đồng nghĩa đen, chúng ta đang nói về những sinh vật khác nhau đã sử dụng trái đất như một phòng thí nghiệm khoa học, một trung tâm nghiên cứu di truyền học và một cơ sở nghiên cứu thử nghiệm tâm linh trong 500.000 năm qua. Phản ứng của họ sẽ thế nào nếu họ được yêu cầu phải thu dọn đóng gói và rời đi khỏi đây? Đã có một số phản ứng cực lớn, trong đó có một số người thông qua thần giao cách cảm hét lớn lên. Và về cơ bản, The đã yêu cầu tôi nói với họ rằng liên minh siêu cấp sắp được tái cơ cấu. Phần lớn thành viên trong số họ sẽ bị giải tán, bị loại bỏ. Một phần nhỏ trong số họ sẽ hợp tác làm việc với các đại diện từ nhóm 52 ngôi sao địa phương, là những người anh em họ trong vũ trụ của chúng ta. Tất cả họ sẽ thành lập một liên minh siêu cấp mới và chúng ta sẽ có một vị trí cố định. Điều này thực sự là một việc rất lớn. Sau khi hội nghị kết thúc, năng lượng trong phòng đã tăng lên. Có những người rất hưng phấn và có một số người thì ngược lại. Gonzalez đã đưa tôi ra khỏi phòng rất nhanh chóng để tôi tránh khỏi bị đám đông bao vây. Anh ấy dẫn tôi trở lại khu vực nơi tôi được thả xuống và tôi đã được một quả cầu màu xanh lam đón đi. Về cơ bản thì thông tin được truyền đạt là họ sẽ khiến cho người Draco không thể sống trong môi trường năng lượng không gian của chúng ta hiện nay. Oh, wow! Bởi vì cùng với sự xoay chuyển của chúng ta trong hệ ngân hà, năng lượng ở phần này của thiên hà tăng lên và tình trạng cao năng lượng sẽ kéo dài 1.000 năm. Chúng ta có loại cao năng lượng này tích tụ trong hệ mặt trời và nó không tương thích với loài bò sát. Đối với chúng mà nói thì đây giống như chất độc. Hiện tại, chúng có thể thông qua hệ thống cổng giữa các vì sao để di chuyển, nhưng tất cả những việc này đều bị giám sát một cách nghiêm ngặt. Có một thực tế ở đây là, giống như việc người Ensa đã tạo ra một bong bóng thời không và đặt thành phố của họ vào trong đó, thì chuyện tương tự cũng xảy ra với rất nhiều người thằn lằn, người Draco và những chủng người côn trùng khác. Chúng cũng tạo ra một số viên nang thời không, tiến vào phía bên trong trú ẩn và đợi cho thời kỳ cao năng lượng này qua đi. Trong số chúng cũng có một phần ẩn nấp trong những căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt cao độ ở sâu dưới lòng đất. Chúng sẽ cố gắng chờ đợi qua 1.000 năm này rồi sau đó trở lại và cai trị thế giới một lần nữa. Ngay khi chúng đang trở nên yếu đuối và trốn chạy, con người sẽ phải có trách nhiệm xuống dưới phía sâu trong lòng đất tìm ra những khu vực này, đồng thời thanh lý sạch sẽ người thằn lằn. Trong một cuộc trò chuyện với Gonzalez, anh ta đã truyền đạt rằng cánh cổng siêu cấp là rất đặc biệt và có một cái nằm ngay bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Việc cấm bất kỳ loài nào sử dụng cánh cổng siêu cấp là vi phạm luật vũ trụ. Hiện giờ, chúng ta không thể cấm người thằn lằn chạy qua cánh cổng siêu cấp, nhưng điều mà họ có thể làm đó là để cho cao năng lượng tràn đầy hệ mặt trời một cách tự nhiên. Bởi vì cao năng lượng có thể giết chết người thằn lằn, khiến cho chúng không thể vào được hệ mặt trời của chúng ta nữa. Có thể chúng vẫn tiếp tục qua lại cánh cổng siêu cấp được, nhưng chúng sẽ không thể vào đây trong thời gian 1.000 năm. Và anh ấy nói, nghe có vẻ giống kinh thánh phải không? Trong chương trình lần trước, chúng ta có đề cập đến việc anh đã có một buổi hội nghị vô cùng thú vị với liên minh siêu cấp và có lẽ anh nghĩ rằng mình sẽ được về nhà sau đó, phải không? Không, ngay sau buổi hội nghị đó, tôi được một quả cầu màu xanh lam đưa đi. Tôi cứ nghĩ là đưa tôi về nhà. Nhưng thay vào đó, nó lại đưa tôi đến khu vực mái vòm khổng lồ của quần thể đền Ensa, là nơi đầu tiên khi tôi đến Ensa vào hơn một năm trước. Có những người đang xếp hàng ở cửa để vào đó tiến hành lễ thanh tẩy và tôi đã ngay lập tức nhìn thấy Uri và em gái của cô ấy đang đi về phía tôi với nụ cười rất tươi trên khuôn mặt. Anh có thể nói một chút về em gái của Uri đang làm công tác tiếp cận kiểu như thế nào không? Ồ, cô ấy là một trong những người ngồi trên những chiếc ghế hình quả trứng này. Như tôi đã mô tả trước đó, họ có thể kết nối ý thức tập thể của họ với ý thức của chúng ta. Họ tiếp cận với chúng ta trong giấc mơ. Và nếu họ nghĩ, ồ, tôi có thể hướng dẫn người này theo cách này, thì họ sẽ gửi cho người đó một gói thông tin. Nó giống như một gói dữ liệu nén. Và rồi khi giải nén, người đó sẽ nhận được một lượng ý tưởng dồi dào. Và chúng tôi gọi chúng là gói thông tin tải về. Vậy thì tiếp sau đó chuyện gì đã xảy ra? Có một con tàu ESA đang đợi đón chúng tôi. Có khoảng bao nhiêu người trên phi thuyền? Hơn 15 người. Chúng tôi cất cánh và sau đó tiến thẳng ở vùng thời gian dị thường đó. Tôi gần như bất tỉnh và ngã lăn sang một bên. Và rồi lại tỉnh táo ngay lập tức khi chúng tôi bay vượt qua nó. Anh có thể nhìn thấy tất cả các thành phố được bố trí dọc theo thể hình cầu. Đỉnh của các tòa nhà hướng về điểm trung tâm của hình cầu. Cuối cùng chúng tôi đáp đến phía bên dưới. Và khi bước ra bên ngoài nhìn thì thấy một khu vực rộng lớn bên trong mái vòm nơi người Ensa đang đi lại khắp nơi. Họ mặc những bộ trang phục được dệt sặc sỡ và làm những công việc của mình. Chúng tôi thấy một số người bước ra và một số người bước vào, bước qua một thứ giống như một bức tường. Có vẻ như mọi người đang đi xuyên qua bức tường đó. Wow, trưởng lão, những người lớn tuổi sẽ sử dụng một số công nghệ khiến cho họ có thể bay qua bay lại giống như siêu nhân vậy. Chúng tôi đi đến một tòa nhà, đây là nơi mà gia tộc Uri sinh sống. Cô ấy đưa tôi đến chỗ chiếc giường chuẩn bị riêng cho tôi, bởi vì họ không sử dụng giường. Ồ, đợi một chút, tại sao họ lại không sử dụng giường? Họ
họ dùng gì thay thế để ngủ vậy? Cứ cách mấy ngày, họ thực hiện một loại chu kỳ nghỉ ngơi kéo dài khoảng 45 hoặc 50 phút. Họ không có chu kỳ giấc ngủ. Khi họ thực hiện chu kỳ này, họ không cần nằm xuống sao? Họ ngồi trên ghế. Vậy thức ăn họ cung cấp cho anh là gì? Tất nhiên tất cả đều là thực phẩm chay. Thành thật mà nói, nó hơi nhạt nhẽo. Nhưng rõ ràng, hàm lượng dinh dưỡng của những đồ ăn này cực cao. Ari nói với tôi rằng tôi đã nhận được một món quà. Tôi được cho phép dành thời gian ở bên gia đình của cô ấy, đồng thời chuẩn bị cùng họ đi đến căn cứ bên ngoài sao thổ, đi tham dự một hội nghị mà họ gọi là hội đồng sao thổ. Vì thế, tôi dành rất nhiều thời gian cho những người này. Tôi được dặn là không chạm vào bất kỳ ai và giữ khoảng cách với họ. Khi tôi lần đầu tiên tới đó, họ đứng cách tôi khá xa và tỏ ra không quá thân thiện. Nhưng họ vẫn hướng dẫn và chỉ cho tôi nơi tôi ở. Sau đó, dần dần những người này thay đổi. Họ trở nên ngày càng thân thiện hơn, bắt đầu hỏi han và nói chuyện nhiều hơn với tôi. Họ dường như rất tò mò về thế giới bên trên mặt đất. Những sinh mệnh này là ở những chiều không gian khác nhau, vì vậy đối với chúng ta mà nói, có thể họ giống như kiểu hồn ma. Họ không phải là sinh mệnh ở chiều không gian khác hoặc ở chiều không gian cao hơn. Họ chính là chúng ta đến từ tương lai. Họ đã du hành trở lại quá khứ để bảo vệ dòng thời gian của mình. Họ cũng là bằng xương bằng thịt giống như chúng ta. Vì vậy, sau ngày đầu tiên, bọn trẻ và những người khác bắt đầu ngày càng gần gũi và dành thời gian hơn với tôi. Đến một thời điểm nào đó, mọi người bất ngờ như một dòng nước chia đôi tản ra hai bên và dần lui ra xa. Và khi tôi ngước lên nhìn về phía bên kia căn phòng thì thấy Gonzales. Anh ấy trông rất mệt mỏi. Tôi tiến đến gần anh ấy và hỏi, anh đang làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gonzales nói rằng, phần lớn thời gian trong cả năm hoặc lâu hơn, anh ấy vẫn đang hỗ trợ những người khổng lồ tóc đỏ. Anh ấy cố gắng thuyết phục họ tiếp nhận một số phương pháp trị liệu từ người Maya. Tuy nhiên, họ vẫn luôn từ chối mọi hình thức giúp đỡ từ người Maya, trừ khi chúng ta có thể cứu các thành viên hoàng gia của họ. Mà những thành viên hoàng gia này hiện nay đang bị giam giữ trong căn cứ của tập đoàn âm mưu. Tôi từng nghĩ rằng những người khổng lồ tóc đỏ đã tuyệt chủng hoàn toàn, hiện nay không còn ai trên bề mặt trái đất nữa. Đúng vậy, bây giờ không còn ai trên bề mặt trái đất nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại nói về họ như thể họ vẫn còn tồn tại? Bởi vì họ vẫn thực sự còn tồn tại. Họ đã tìm ra được những khu vực có thể duy trì một lượng dân số nhỏ. Họ kiểm soát số lượng người, số lượng dân số của họ. Và một số hoàng tộc và lãnh đạo tôn giáo của những người khổng lồ này đã bước vào các loại phòng ứ khác nhau, và rồi họ chìm vào trạng thái ngủ. Nhưng tình trạng thực tế hiện nay là có hơn 130 thủ lĩnh của người khổng lồ nằm rải rác trong các buồng ứ như thế này. Phần lớn đã bị tập đoàn âm mưu tìm ra rồi. Chúng đã đánh thức những người khổng lồ và rồi chuyển họ đến các nhà tù bên trong căn cứ. Người ESA đã tìm được đủ số lượng người khổng lồ rồi. Tại những khu vực trú ẩn này, những người khổng lồ đã sống sót về mặt thể chất, nhưng về mặt tinh thần thì họ hoàn toàn suy kiệt một cách nghiêm trọng. Gonzales nói rằng, thật bất ngờ là anh ấy có thể liên kết với họ thành công. Chúng tôi có thể mang đến cho bạn những công nghệ chữa trị này. Họ trả lời lại là không. Trước tiên anh phải đưa những thành viên hoàng tộc của chúng tôi ra khỏi nhà tù, tức là ra khỏi nhà tù của tập đoàn âm mưu, sau đó chúng tôi sẽ chấp nhận chữa trị. Sau khi anh và Gonzales kết thúc cuộc trò chuyện về những người khổng lồ này, thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Một số người ESA xung quanh cũng tập trung lại. Lúc này em gái của Ari nói, đã đến lúc chúng ta chuẩn bị gặp gỡ và chào đón những người bảo vệ mới rồi. Mọi người đều rất hào hứng. Vì vậy chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Một số trưởng lão mời tôi vài tháng nữa hãy quay lại và ở lại thời gian lâu hơn, và chúng tôi đã nói lời tạm biệt. Chúng tôi lên phi thuyền ESA trở về khu quần thể của ngôi đền. Chúng tôi đã thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Tôi đang nhìn quanh và thấy có các đại diện của 7 tổ chức bên trong lòng trái đất mà tôi đã gặp lần đầu tiên khi tôi đến đó. Tôi được cho biết đây là một buổi lễ và nghi thức chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những người bảo vệ mới. Tôi đã rất vinh dự khi được phép tham gia. Họ đã mang các ly rượu đến chia cho mọi người. Mỗi người đều cầm trên tay một ly. Và cô ấy giơ ly rượu của mình lên như thế này. Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ qua nó. Môi cô ấy mấp máy như thể cô ấy đang cầu nguyện. Sau đó cô ấy nâng ly lên và hít một hơi thật sâu, giống như hít hương thơm của mật hoa vậy. Và rồi cô ấy uống nó. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể làm lặp lại như vậy, dù ngẫu hứng nó một lời chúc đấng tạo hóa vô hạn che chở. Và tôi đã uống một ngụm. Ngay lập tức, tôi cảm nhận thấy loại năng lượng này đang lan tỏa. Nó giống như một loại nhiệt lượng, một sự ấm áp, và tôi trở nên vô cùng hứng khởi. Tôi nhìn xung quanh và thấy năng lượng của mỗi người sau khi uống nó đều đang thay đổi. Chúng tôi quay lại căn phòng mái vòm lớn. Cũng giống như lần trước, mỗi cánh cửa đều có hai người đứng gác. Và bây giờ, có một chiếc đế bay kiểu dáng cổ điển khổng lồ, đường kính 120 feet. Nó đang đậu hơi xa một chút dưới một đoạn đường dốc đi xuống. Khi chúng tôi tiến lại gần, tôi đã nhìn thấy một số thành viên của tổ chức Omega bên trong lòng trái đất. Những người này có mái tóc đen, trông rất giống người da trắng châu Âu và có vẻ như mang phong cách quân sự. Họ đang mặc những bộ đồng phục liền mảnh màu xanh lam với những ngôi sao lớn bằng vàng ở phía ngực trái. Và họ đã hướng dẫn tất cả chúng tôi vào phi thuyền, rồi sau đó chúng tôi liền cất cánh. Tại thời điểm đó, anh có biết mình đang đi đâu không? Ari và em gái cô ấy ngồi bên cạnh tôi.
Họ xác nhận rằng chúng tôi đang được đưa đến trạm không gian vũ trụ, nơi mà tôi đã từng đến trước đó, và họ gọi nó là hội đồng sao thổ. Khi chúng tôi cập bến, chúng tôi đi bộ qua trạm nối. Có những cánh cửa cực lớn vì chúng nhằm phục vụ cho những sinh vật cao khoảng 18 feet. Và đi qua phần dài hẹp của trạm không gian là dẫn đến phần hình tròn. Đó chính là nơi hội nghị sẽ diễn ra. Khi tôi đi đến được nửa đường, Thea và người tam giác vàng xuất hiện ở trong phòng. Và khi tôi đứng ở đó, Mika đã rất nhanh chóng giới thiệu tôi với những người xung quanh. Và để làm rõ, anh đã từng nói rằng Mika đại diện cho một nhóm trên trái đất chúng ta là người Omec đến từ Nam Mỹ. Đúng vậy. Vậy thì, anh đã từng nói trong chương trình trước đây rằng họ đã lật đổ sự thống trị của người bò sát Rayco trên hành tinh của mình. Đúng, cách đây khoảng 3 thế hệ trước, và tôi được biết tuổi thọ của họ là khoảng 300 năm. Vậy sẽ là khoảng 900 năm trước đúng không? Đúng vậy, và anh ấy đã nhanh chóng giới thiệu tôi với một vài người xung quanh. Anh ấy nói rằng mỗi người hiện diện ở đây đều là được người bảo vệ lựa chọn. Mỗi người trong số họ đều có liên kết với người chim xanh hoặc người tam giác và đều từng trải qua một trải nghiệm tương tự như tôi trên hệ thống hành tinh của họ. Anh nói có 52 ngôi sao trong cụm sao địa phương của chúng ta. Có mối quan hệ nào giữa điều đó và 52 người này không? Đúng vậy, mỗi người là một đại diện cho một trong những ngôi sao đó. Ồ, được rồi. Đúng vậy, đây là một thời khắc quan trọng đối với tất cả mọi người có mặt ở đó. Có rất nhiều sự phấn khích. Khi tôi đang nói chuyện với Mika, tôi nhìn sang và thấy có một loạt người đang bắt đầu diễu hành. Những nhóm người Ensa khác nhau đang tiến đến gặp The và người tam giác vàng. Họ cúi chào và có một số loại giao tiếp nào đó diễn ra. Rồi sau đó họ rời đi. Và rồi những người canh gác đã xuất hiện ngay sau đó. Họ ngay lập tức bắt đầu tương tác với những người bảo vệ. Khi họ làm như vậy, xung quanh họ ngay lập tức xuất hiện những vệt sáng kỳ lạ hoặc những lưỡi ánh sáng di chuyển xung quanh và biến mất, gần giống như những tia chớp. Nó có đủ tất cả các màu sắc của cầu vồng. Ấn tượng cảm xúc của anh khi điều này diễn ra là gì? Tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người trong phòng cũng đều kinh ngạc. Mặc dù chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đó là một phần trong cách họ giao tiếp với những người bảo vệ. Tất cả chúng tôi đã hình thành thành một vòng tròn và The ra hiệu rằng anh ấy sẽ nói thông qua tôi một lần nữa. Và như thường lệ, anh ấy bảo tôi chào mọi người trong tình yêu và ánh sáng của đấng tạo hóa vô hạn. Sau đó, họ bắt đầu yêu cầu tôi nói chuyện với mọi người có mặt tại đó và thông báo rằng những người bảo vệ mới đang đến rồi và rằng hệ mặt trời đã trải qua đủ quá trình chuyển đổi. Các quả cầu xanh lam không còn cần thiết nữa, chúng đã bắt đầu biến mất. Và điều tương tự cũng xảy ra với tấm chắn bao quanh phía bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Nó đã dần phai mờ và về cơ bản là đã biến mất. Thật sao? Và người bảo vệ tuyên bố rằng nếu không có sự can thiệp của Liên bang Ngân Hà và việc họ vẫn phong tỏa vùng không gian xung quanh hệ mặt trời của chúng ta, thì sau khi tấm chắn phía bên ngoài biến mất, đám bò sát và các nhóm khác đã có cơ hội trốn thoát qua tàu không gian. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Liên bang Ngân Hà trong việc ngăn chặn sự trốn thoát này. Hiện giờ, nếu những quả cầu xanh lam mà trước kia anh có nhắc đến được cho là đã vào hệ mặt trời của chúng ta, trên bề mặt là để ngăn chặn một tia chớp mặt trời xảy ra vào ngày cuối cùng trong lịch của người Maya, ngày 21 tháng 12 năm 2012. Nếu những quả cầu đó đã biến mất, vậy tại sao chúng ta vẫn chưa thấy tia chớp mặt trời? Quả cầu xanh lam không phải ngăn chặn tia chớp mặt trời. Khi năng lượng vũ trụ đi qua mặt trời của chúng ta, chúng giúp làm giảm sức mạnh của các làn sóng năng lượng này. Vì vậy, bây giờ khi chúng đã biến mất, chúng ta đang trải qua toàn bộ sức mạnh của các làn sóng năng lượng này mà không có sự làm giảm nào. Theo những gì tôi được biết, mặt trời của chúng ta dự kiến sẽ trải qua những tia chớp mặt trời năng lượng cao khi nó ra khỏi giai đoạn cực tiểu mặt trời. Và dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra sau khoảng 10 hoặc 11 năm. Vậy sẽ là vào khoảng năm 2027 hoặc 2028. Và khoảng thời gian đó. Ok, bởi vì trước khi anh từng nói với tôi, anh được cho biết là tia chớp mặt trời sẽ xảy ra vào khoảng năm 2023 hoặc 2024. Vậy anh có thể làm rõ sự khác biệt giữa khung thời gian 2027-2028 và khung thời gian 2023-2024 không? Tôi nghĩ có một chút hiểu nhầm vì 2023-2024 liên quan đến một khung thời gian mà tất cả mọi sự tiết lộ rất có thể sẽ xảy ra. Ồ, anh có nghĩ rằng những tia chớp sáng lớn đầu tiên có thể xảy ra trong phạm vi thời gian 2023-2024 không? Tôi được biết là chúng đã diễn ra rồi, trên một mức độ thấp và chúng sẽ tăng dần. Có nhiều khán giả của chúng tôi thực sự rất quan tâm khi anh đề cập trong các chương trình trước rằng anh đã được cho biết chúng ta có thể sẽ kết thúc trên một dòng thời gian tiêu cực nơi mà chúng ta thực sự đã để loài Draco cai trị trái đất. Đã có những dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra điều đó đã không còn tồn tại nữa. Anh có thể giải thích cho chúng tôi một chút được không? Vâng, chúng ta chắc chắn đã được chuyển hướng vào các dòng thời gian tích cực. Mọi thứ đã thay đổi trong dòng thời gian của chúng ta đến mức không thể nào có sự cai trị công khai của người bò sát nữa. Vậy là chúng ta đang ở thời điểm mà những người chim xanh nói với anh
và họ nói rằng những quả cầu khổng lồ đã biến mất, tấm chắn phía bên ngoài cũng biến mất, và hiện giờ Liên bang Ngân Hà đang bảo vệ không gian phòng không của chúng ta. Ý nghĩa của việc này là gì? Tình hình từ đây sẽ đi về đâu? Tôi được biết rằng vì có sự phong tỏa chặn đứng này nên lối thoát duy nhất là thông qua hệ thống cổng như một mạng lưới trong không gian vũ trụ. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về Liên bang Ngân Hà này được không? 52 sinh mệnh mà anh thấy ở đó, vai trò của họ trong cuộc họp này là gì? Ồ, chúng tôi được cho biết rằng chúng tôi là nhân chứng cho sự kiện đang diễn ra. Chúng tôi là những kênh truyền đạt cho ý thức tập thể của từng người trong nhóm. Họ nói rằng tất cả 52 sinh mệnh, bao gồm cả tôi là 53, đều là hiện thân của Liên bang Ngân Hà này. Việc anh làm như một nhân chứng đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Không có ảnh hưởng gì về mặt vật lý, chỉ là về mặt năng lượng và ý thức. Anh biết đấy, sau khi những người canh gác gặp những người bảo vệ, tôi được bảo rằng phải thông báo cho mọi người chuẩn bị cho sự xuất hiện của những người bảo vệ mới. Và đột nhiên, có một ánh sáng lớn xuất hiện, một tia sáng mạnh mẽ. Khi ánh sáng nhấp nháy, nó tạo ra những đợt sóng và một ánh sáng xanh trắng chói lóa. Cảm giác của tôi lúc đó là từng phân tử, từng thứ, từng phân tử nhỏ nhất trong cơ thể mình đều rung lên. Cảm giác như là tôi sắp bị rung ra khỏi cơ thể của mình. Và sau đó, hai người bảo vệ mới xuất hiện, đứng gần như đối diện với Thea và người tam giác vàng. Căn phòng tràn ngập hàng ngàn quả cầu xanh lam, cảnh tượng thật là đáng kinh ngạc. Và chính xác thì những người bảo vệ mới này trông như thế nào? Thật đáng tiếc, tại thời điểm này, tôi được thông báo rằng tôi không được phép mô tả hoặc nói chi tiết về những người bảo vệ mới. Điều tiếp theo xảy ra là gì? Thea bảo tôi phát biểu đến mọi người một lần nữa, và họ yêu cầu tôi thông báo rằng những người chim xanh và người tam giác vàng sẽ biến mất khỏi thực tại của chúng ta. Họ sẽ không còn xuất hiện trước mặt chúng ta dưới dạng vật chất nữa. Thay vào đó, những người chim xanh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chúng tôi. Những người thuộc nhóm linh hồn của họ đang thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và hướng dẫn chúng tôi trong trạng thái mơ. Và trong luật của một, họ nói rằng họ từ mật độ thứ 6 đã phải hạ xuống mật độ thứ 5 để giúp đỡ chúng ta, bởi vì chúng ta đang gặp quá nhiều vấn đề. Vậy điều này có nghĩa là họ có thể quay trở lại mật độ thứ 6 bây giờ chứ? Đúng vậy. Có cảm giác buồn bã nào khi họ ra đi không? Không, mọi người đều hào hứng với sự xuất hiện của những người mới đến. Cuối cùng lúc kết thúc, Thea đã yêu cầu tôi truyền đạt cho mọi người điều tương tự mà anh ấy đã yêu cầu tôi truyền đạt tại Liên minh siêu cấp. Lời kết thúc của anh ta là phục vụ tất cả mọi người, phục vụ đấng tạo hóa. Và rồi họ dần dần phai nhạt và biến mất. Sau khi Thea biến mất, những người bảo vệ mới đã truyền đạt những quy tắc cơ bản của vũ trụ về cách các nhóm này có thể hợp tác với nhau trong Liên minh siêu cấp mới. Và sau khi truyền đạt xong những quy tắc cơ bản đó, họ không nói lời tạm biệt, chỉ đơn giản biến mất. Anh có bất kỳ thông tin nào liên quan đến những quy tắc này có thể chia sẻ với chúng tôi không? Tôi vẫn chưa thể chia sẻ những thông tin đó vào lúc này, tất cả thông tin từ những người bảo vệ mới. Vậy thì cuối cùng, anh đã rời khỏi căn phòng đó như thế nào? Sau khi những người bảo vệ mới biến mất, tất cả các đại diện của 52 ngôi sao địa phương bắt đầu được đón lên trong những quả cầu xanh lam. Và ngay sau khi tôi thay đồ, một quả cầu xanh lam đã xuất hiện và đưa tôi về nhà. Khi tôi về đến nhà thì vẫn là cùng một ngày. Tôi chỉ vắng mặt khoảng 10 phút mà thôi. Ôi, thật là đặc biệt. Tôi đã trải qua những trải nghiệm của nhiều ngày chỉ gói gọn trong 10 phút. Ồ, điều này thật hấp dẫn. Và Cory này, một lần nữa tôi muốn cảm ơn anh vì đã có mặt ở đây. Và tôi cũng muốn cảm ơn các khán giả đã theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.